Dạ con kính chào sư, sư cho con hỏi, nếu đã quy y Phật Pháp Tăng thì phải một lòng kính tin, nhưng hiện nay có rất nhiều sư giảng kinh sai chánh pháp, sai lệch kinh điển. Vậy nếu con sanh tâm nghi hoặc, thế có mất tăng bảo không sư? Xin thưa là không ha. Tại vì á, cái đối tượng tăng á, là thánh tăng chứ không phải là phàm tăng. Các sư chỉ là người đại diện chứ không phải là quý vị quy y với các sư. Nó cũng giống như á, là mình đi tới cái ngân hàng á, thì cái cô nhân viên ngân hàng hoặc là cái anh nhân viên ngân hàng, anh chỉ là người đại diện thôi. Nếu như mà anh làm bậy, anh làm sai thì đó là cái việc cá nhân của người đó, chứ không có phải là cả cái hệ thống ngân hàng nha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.